ai chúng cả tiết máu cho mùi nước sẻ nè bà nào máu trong chiêm sọt mà nó ăn bán đi nó bánh hà nó bà máu tịch tui lê cho mùi sẻ nó nguyên làm sao ấy bà mà này tè máu chiêm sọt mong sọt sọt nó cứ chào đó chào chúng nó chiêm miền tịch rồi chờ vì à sấy tôi lỡ bà nhà hà nó khẳng nóng khlắng rồi có sẻ bà tại bà thật lẽ chiêm khlắng vì chia sẻ nhá này bà nhà suốt ngôn thổ nè bà lẽ chiêm khlắng là đang đang suốt đang nghiện của sò má ấy thôn thôn rồi bà hay bà lẽ chiêm sờ sờ đang về ấy thế mà là ông về chơi tầm miền bảy hà càng khăn ông đang ấy mà nói thế bà bà khlắng là đang ở bà này nè chẳng bằng bằng bộ kịch cù và đang vô lớp bị cọt lẽ chiêm mất thàn là phim chiêm là việc mấy nhưng chẳng dừng mưa tạm đang chẳng bằng bằng bộ bộ score là nó chơi chiêm bộ phim chìm ngứa cọt lẽ chiêm để miền chiêm lẽ bị ọ mà đòn nắng lẽ chiêm sốt rứ còn lấy chủ mùi sẻ và chủng nuôn chiêm nắng miền tây rồi trở về say tổ lứa khẳng nồng nó về khăng rồi sra còn tới bật lẽ chiêm khăng về chia sẻ nhá này bằng hạ suốt hồn thổ và chẳng nắng trở về rương nữa nè các lẽ chiêm khăng nắng cố thân ạ ở bà đây và dừng mà đọt sai thế bằng hạ nè và nè các lẽ chiêm tịch tịch trả nó về mình chào để bạn nó còn bạn hát được cái này còn là thay dương tách về về sẹo nhạc lá màu anh kháng ấy chẳng mơ tấu và sẽ nó bong bong bồn bồn miền là chừng ngư họ lại chia mình thường thố à đang thở hộ medical treatment mình toàn đó cả cả chia bạc này càng buổi chia sắp bệnh nó còn toàn và chỗ xoay rốc đồng nó xoay bẩn toán bậc ọ thay lại chiêm chùm nôn tràn hơi miền ruột sinh nhà đôi khẳng cầu và dân mớ bờ sân cơ nông cạn này mơ tàu có lẽ chiếm mắng chùm nuôn trả ơn chùm nuôn trả ơn hãy miền sinh nhà bằng hai và thêm to và thiệt năng cứ trâu rô đồng đọc xe nó ọt miền nâu ai ông ấy dàng nà tế ở đi về chế rướng cụt nạ bờ sân là bọn 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 nâu bởi dì vừa ảnh mà chô lẹ cái nạ bình toàn ơi sân cụ bình toàn chân sân cụ bình toàn à nó dựng đắng cái thời tổ pet và tàu mình tìm pet nằm bay ở cái cô mơ slo mơ mua là hết dạng này dạng này chẳng hết á và à nó sừng cua mình toàn chẳng cái thời tớ ạ hay sừng nhá nó ạ mơ sừng nhá chư trùng và sân có lẽ chiêm hết đó thân chư trùng tiền và chẳng và sân chẳng là nó cứ rủ rón toàn pe về lìa nó chấm nói đại dương cú tái kết cù nó chư trùng năng nà chẳng bằng 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 mời tới đằng khuôn ấy chư trúng chư cả đá nó bao ba cả đá trúng năng rứa cột này chui này nằm bà này suốt miền chui nằm chẳng về sài lừa bánh hà đâu còn khăn ông năng nà rứa dòng chư tăng pin mà trúng năng đấy dừng mời tạm sự thàn đập hiệp nắng bà tì pi vườn mốc rứa cò sral khắp bà bà vườn mốc rứa cò sral khắp bà chúng các vườn mốc vung vô tầm đó chúng các bán đối diện xé từ nó với đôi xe lắm bên xe xuống đấy nè và sờ riêng vốn là và đôi đôi chuyện vương chân tới khuôn ấy đôi chuyện tụt lùm nâng ngót bàn đó và nâng chân sờ các bà lên gần chân đó và nâng bây giờ chậm lắm chân vừa múc sờ các bà hay chúng nói thì bày nó bờ sân cái nông cạn này dường ọt lệ chiêm tràn hơi đằng hàm lấy chập hót đang có medical emergency nó mình toàn này nè từ rồi nó ra sai này càng phê mình toàn nè nhưng chẳng giờ mơ sự than là phiền này bệnh hạ sốt của phiền nắng thì bệnh nó cứ đừng hàm lấy chập hót và đừng hàm lấy chập hót nó bạn này phải cua xò mai nắng thì bốn nó crun và crun chỉ nhồi nhồi chỉ nhấc nhấc ấy chẳng từ nè sự than là phiền đẹp bằng hai máu đó cái đầu crun crun nắng ấy thì pramus rõ từng ngôn lươn khóc pro cả đây nó chẳng dừng mơ từng ngôn mơ rồi sọ vô đồng đó anh ấy bác sân khăn ông cả này sọ từng ngôn nâng lươn khóc rọc ở đấy nó cứ có cua tài cực cù bác nó biết xong chứ mùi nâng ọt lẹ chiêm nâng đấy đó bà xong chứ mùi rương nâng chẳng sẽ thàn ập hiếp cho người đó và nếu tôi thua rục vì này trái ta mà dạ ca bất xa dục bảo bà và chẳng nâng nâng dân mơ sinh nhà thì pram giang nâng nát chọc ngôn lươn khổ bọc ở đấy nó khốn
tầng hầm clay chập hot nó vừa múc sral các báo chư trùng nè hay nâng bà sân ọt lẹ chiếm nâng miền sở nhà tiếng pram nâng mùi khăn ông chùm nông sở nhà ná để dân mưu tam sàn phiếp nâng nâng cứ thả trấu bà rô đồng nọ sài bình toàn nó cầm tục hay chẳng chẳng lẹ cả nạ bình toàn nó kỳ thật tục bè đời ọt miền tổ nà cao tới cao vì bè đấy ná bà này thật tàu nâng bè chặt thân nằm khuất chiếm khuất ấy sắp bài giang tàu phố cả nạc ọt lẹ chiếm bà này thả rướng về mẹn thòm đá tí nè lấy dân mơ mua là hai đó để nói một ọt lẽ chiếm mua là hai ấy nè mua là hai thì mỗi chiếm cọ khăn nông suốt thế nè chiếm cọ khăn nông suốt nó đập về dân prăng máu à chiếm nó về máu vẫn là dân suốt nó thắm mấy bạn chiếm cọ khăn nông suốt về máu bị miền bảy hà nè đặt tờ say chiếm mấy dạng này chẳng tới bạn về cọ bà mình chẳng về mình chênh cọ một cái đầu suốt về nó khăn nông say chiếm bạn ơi nghe nè chẳng chiếm cọ khăn nông suốt nó tìm mùi mùa hai đại nòng ở cọt lại chiêm năng tì pí cứ mà hà rị suốt rứ có tờ báo suốt nó miền tờ báo suốt miền mà hà rị suốt nó à sài tờ lờ bà phê chìm ngư năng bọn đại ca nạc ọt lại chiêm ní chả ơn tài lẹ cả nạ sát thàn ở phía bình thôn nó chả ơn chẳng á đó bà chẳng miền ọt miền miền mà hà rị suốt miền tờ báo suốt chả đau mà nó dừng mờ sẵn kết mờ tạm năng và hai chia bị xe nó hai chữ ngư nó chả là ram rai vô ấy mình tâm lợi đi nó chả là ram rai vô ấy phần dương về chơi ta tục chẳng tư nó phụ mình dương của bà đấy bà mình sừng cua mình toán mình rồi nằm nó sẽ rai đi tôi là nguồn là mình xoay như rồi nằm nó sẽ rai chẳng chữ ngư nguồn bà đây nó mình đi thật ọt lẹ chiếm vì chữ ngư môi đề mình tâm chập đầm thamay ấy bà này chữ ngư nó một nguồn nè bà chẳng mà đi suốt nè mùi tiết rộng bến suốt thuần thố nè rộng bến ấy vì là môn môn từ bốn dương sau kịch cú bằng đọc bởi thuần vô mềm tên bằng kịch cú ánh xì suốt trong ọc bà này là bến như về liệt suốt khẳng nè đòi bà ta đi là bến nắng hay đàn chân tới mình nghe đấy nắng nè vì thuần ta hỏi nè chẳng là nắng có dừng đằng ấy thả màu bì mình là bến suốt nắng thuần thố bằng chạy thật ọc lại chiếm nắng mùa là hai mùi tiết cơ rồi liệt suốt nó tái mình là bê như đòi bạn thì xem chẳng hết á bà cana rồi liệt suốt tôi đặt ai thở say chiêm không suốt môi môi nè chẳng thua thẹn chiêm nó chiêm hồ máu hay đời những cọ môi thẹn màu tạm sẽ tạm ấy chẳng đấy bà tì môi tiết rồi liệt tôn suốt nà nó còn chẳng đẻ chẳng về miền rồi liệt suốt liệt tôn suốt chúng ta liệt suốt hôm nay nó không suốt tầm đó đó bây giờ liệt tôn suốt về ăn chôn ta đó không suốt đấy về liệt nó tôn này có miền đấy cái đấy bản thân cana rồi liệt tôn suốt nó ngày cõi bị chôn rồi liệt suốt nó tầm đó à nó việc đình to rừng chẳng hết á ba chẳng là nó chỉ mua là hết để trong bảy giờ chun bong bong phồn phồn ở bàn chơi đẹp chẳng tham mua là hết để nhóm ấy ở lẽ chiếm nó nữa đời xa về miền cả ta chẳng ạ và dùng mới mới sát thàn ở phía bắc cái đấy miền chiếm cọ nông suốt nè miền mà hà ri suốt tập bảo suốt nâng miền chủng ngư đặc biệt thuần thô miền chủng ngư rồi lệ suốt thuần thô miền chủng ngư rồi lệ tôn suốt cái đấy bà sốt tay chia sẻ nhà thôi đây và sân về thuần thô tập bốn bốn với mình gọi lại chiếm này tôi về thuần thuần nước bạn đấy thao về tờ lệ sai chiếm đầu bây giờ prang gọi tới với rừng nhỏ đối thua ở tờ sai chiếm của mình nhưng chẳng chiếm về hồ máu đời sau về lệ đó liệt với anh miền ấy bắt bằng nghề ấy đó pa cho môi nâng phep rồng cơ nè này cầm lăng cọ nâng rồi phep rồng nhò này cầm lăng cọ chẳng phải thua ơi nè chập đầu mình liệt chập đầu bạch ta say chiêm suốt nâng cọ màu à chiêm màu à bà chẳng đi cứ chi à quấy được nhầm chẳng lực là phần vô chun bong bong của bạn chỉ đẹp chẳng á bà ta cọ lại chiếm ai slap ban đại tỷ và sầm đua xua đó mà anh chỉ ngư sạp đấy ý tập lại chiếm mình chỉ ngư xẻ đấy nè chỉ ngư đang chỉ ngư cụ thắm nặng và chẳng ọt mình lên sao chứ ọt lại chiếm ai sạp bàn và nó ai sắm mà chỉ ngư nắng bờ lại chiếm tràn nếu bờ sân có lại chiếm tràn tới cụ thắm nặng bộ bắt bong chiếm vui và thay em gì đấy nè chẳng mình chơi đường linh lên gì nè chẳng bậc ọt lệ chiếm trở nên cứ tha ai cổ thân ạ ạ trá mô ra nặng này bánh hạc ọt lệ chiếm miền và bố mũi chạch pram phía rối tàu xam sắp bầy phía rối bạn này tha ạ trá mô ra nặng bố ha
Ba cứ ប្រមាណចុច5ទៅ30%ហ្នឹងអត្រាមរណៈណាបាទដែលក្អកធ្លាក់ឈាមប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជំងឺខាងក្នុងហ្នឹងបើយើងទុកមិនបានសង្គ្រោះបន្ទាន់មិនបានព្យាបាលវាអាចកើតថាយ៉ាងទៅមូលហេតុនាំឲ្យស្លាប់គឺដោយសារស្ទះរន្ធសួតដោយសារឈាមបាទឬក៏ឈាមធ្លាក់ច្រើនពេកបាទ បាទកាលណាក្អកធ្លាក់ឈាមបានន័យថាឈាមហ្នឹងវាហូរមកនឹងសួតហ្នឹងហើយហើយកាលណាហូរសួតវាបាត់រន្ធឈាមបាត់រន្ធឈាមបាត់រន្ធខ្យល់ដល់អញ្ចឹងអុកស៊ីហ្សែនចូលអត់គ្រប់អាចស្ទះស្លាប់អាហ្នឹងចំណុចដែលក្អកធ្លាក់ឈាមហ្នឹងឬក៏បើមិនចឹងទេធ្លាក់ឈាមច្រើនវាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងបាត់បង់ឈាមហើយទីកាលណាមនុស្សបាត់បង់ឈាមវាមានរស់អីមនុស្សយើងបើមិនបញ្ចូលឈាមទេវិលនៅមនុស្សយើងបេះដូងលែងដើរអីចឹង
ក៏ណាមានឈាមធ្លាក់ចំនួនច្រើនអានឹងគឺត្រូវប្រឈមខ្លាំងអញ្ចឹងគួរតែគិតគូណាឲ្យបានច្បាស់លាស់តាក់ទងទៅនឹងរឿងក្អកធ្លាក់ឈាមហ្នឹងហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើមិនអញ្ចឹងទេអាចនឹងមានបញ្ហាសុខភាពណាដល់ជីវិតពីព្រោះក្អកធ្លាក់ឈាមហ្នឹងជាជំងឺបន្ទាន់ហើយធ្ងន់ណាបើសិនឈាមតិចៗហ្នឹងក៏វាមិនសូវអីទេមកជាមួយស្លេះមកជាមួយអីហ្នឹងប៉ុន្តែក្អកធ្លាក់មកទាំង ឈាមឯងមកទាំងស្រស់ទាំងស្រស់ល្មមអានឹងអត់បានទេមិនណាស់សួរថាចុះត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចបាទយើងដឹងហើយជំងឺនេះជាជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់អញ្ចឹងទីមួយហ្នឹងគឺថាត្រូវព្យាបាលបន្ទាន់ព្យាបាលបន្ទាន់គឺសំដៅទៅលើការសង្គ្រោះបាទអានឹងបើសិនក្នុងករណីក្អកធ្លាក់ឈាមជំនួនច្រើនអញ្ចឹងគឺដាច់ខាតទៅចូលគេហៅថា emergency room បាទសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយបើមិនសង្គ្រោះបន្ទាន់ទេបាទនេះគួរថ្នាក់ណាអញ្ចឹងចូលទៅក្នុងហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកខាងបន្ទាន់ហ្នឹងគាត់រៀបចំណាសង្គ្រោះយើងទី2ការព្យាបាលនោះគឺថាបើសិនក្អកធ្លាក់ឈាមហ្នឹងវាស្រាលឬក៏ចូលសង្គ្រោះហើយហើយវាមកស្រាលវិញអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវព្យាបាលការផ្សះណាព្យាបាលផ្សះបញ្ហាបង្កហេតុមានន័យថាផ្សះរលាកហ្នឹងឯង បាទបើសិនក្នុងករណីវាមានបញ្ហាហ្នឹងយើងត្រូវផ្សះរលាកបាទផ្សះរលាកពីព្រោះរលាកហ្នឹងបានវាហូរឈាមហ្មងបើមិនរលាកវាមិនហូរឈាមកើតណាអ៊ុំម៉ាស់ថាយើងអត់មានបញ្ហារលាកសួតទេឬក៏របេងឬក៏ស្អីស្អីអស់ហ្នឹងមករីកអីអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងក្អកទៅវាគ្រាន់តែហត់វាគ្រាន់តែអីប៉ុណ្ណឹងធម្មតាក្អកឲ្យដល់ពេលអ្នកដែលមានជំងឺរលាកហ្នឹងពេលក្អកឈាមវាបុកមកអ่ะ អញ្ចឹងវាប្រឹងទៅដាច់ទៅសៃឈាមហ្នឹងដោយសារតែវាលាដូច្នេះអ្វីដែលគួរធ្វើហ្នឹងគឺផ្សះការរលាកហ្នឹងណាបន្តែបើសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺត្រូវទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយណាបន្ទាប់ពីចេញពីសង្គ្រោះបន្ទាន់មកអានឹងគេត្រូវព្យាបាលផ្សះហ្នឹងឡើងហ្នឹងអានឹងគឺមានន័យថាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយយើងបត់បែនតាមកលៈទេសៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលទៅស្ថានភាពវាបែបម៉េចគេណាចូលសង្គ្រោះបន្ទាន់ឲ្យក្រុ
thì cô mơ mơ về đạch về ấy dạng này chẳng đấy bà chẳng đang chùm nói tìm mùi chùm nói tìm pi nó cứ trâu và chia bao cạp sáng Obama thả lâu chùm ngư nó về thật lệ chìm đấy ọ bắn vào dù mà đòn anh chẳng bị toàn chô xung khu mà toàn đấy và nó vừa đâu làm rầy anh chẳng những ai bảo sát vô tay mà đòn nó bảo bởi lên đập sát vô tay mà đòn bắn đấy bà dân khăn ông cạn đây chùm ngư nó nó về vì bọt nguồn thố xung quanh mình toán đại khát tại tục bệnh nè tại do nè chúng người tục bệnh đại khát ở ai miền ấy thừa cả cả tê nè miền ta bị chia pê đấy để chui xung quanh mình nữa năng nè bị giặt tay nè đây là của thân nạn đó ba chẳng bóng bóng bồn bồn dừa nè còn tới sầm rạp nè chỉ ngữ đại quát có lẽ chiếm du du mà đòn à nó cứ dùng bao bị thi sắc nó còn cá sắc suốt năng nè còn cá sắc suốt năng này giờ mới tam than phim chỉ ngữ đứng tiếp nên chúng ngư đang về mua là hai ấy dạng na dạng ná mới tam sản phẩm phân phía trả là lịa phần còn thả lịa năng lịa đòi ấy đòi mà rí rư có đòi bạc tử đi thỏa mà đá rư có đòi lục bế nhé dưỡng mới tam sản phẩm năng phần tế cạp sắc cứ đại khát thật được thư bà mình thua hạt bà nê bà ọt nghe chia đi bà mình thua về đất đánh chân bộ dưỡng túc ôi riêng cái sắc luôn ấy mình nghĩ nó riêng cái sắc luôn ấy nó nghe thế to là dưỡng nó chui cùng lắng sắc vào phía bỏ điện cài đó người đấy và chẳng cả ta chia ba xa rồi liệt nó cứ thằng cả ta có lẽ chiếm đòi xá ca rồi liệt
Đôi chân này trâu tay, phía ba rồi lía, trâu tay bụng rừng bộ bọn cà phía, trâu tay chút chút cao giữa cá, liền chết bộ nông khuôn chảnh. Cái này, chẳng tiếng buôn chùm nói chẳng cứ trâu thuơ á. Bà trâu thuơ, cả ta để trâu thuơ nâng cứ đòi xa tại vì rồi lía nâng ai mà dân trâu thuơ đâu. Nhưng chẳng đâm bây giờ vì mình cầm lăng sắc, dân thấu ăn ở nó cô ca thằng buôn nâng cứ trâu phía ba rồi lía, bụng rừng bộ bọn cà phía, chút chút cao giữa cá liên chiết bột không khuôn chảnh nhé, tiếng ong nó thật vừa, nên chẳng xua tiếng ong thật thua là biệt mệnh, thua cứ vừa lên tập hợp cua prà, pram mục nó bờ vô lõ, pram mục nó bón đó, rồi bờ khóa những ai đọ một mục chanh nhé, phần trái bờ gì bị sa suốt vô lõ pram mục nè, anh đang vô lõ o, nó tập tam lạt tập hiệp, bờ bọn bọn bột ồn, ai mở mở ta mình lạt tập hiệp, đọt sải bà này tiếp, bà này cua đọt sải, bà sân là bom nè, cùng tục đo về mà hà ri ấy về nghe đấy tụ bay về miền bờ lật phò chẳng mấy công nghệ đọt sải đấy mà hà ri thôi và chẳng hay cứ tiêm tia cà prà prà bờ lật phò lấy chỉ chạm bạch và chỉ chạm bạch nó không cả này để về một toàn sừng một toán á và chẳng bong bong bồn bồn thì mặt lưỡi của thiên là bọt clay đi phần năng ai nhé nhưng chẳng sau rộp lần quên thạo bờ sân miền bành hạc ọt lệ chiếm dừng mưa sẽ thàn phiệp nắng và về miền bành hạc hàng khăn ông hới hay bởi chiêm tích tích dựng đọc sài tới bởi sợ chiêm khăn cổ bụng tệ thư tục khăn sân cụ bình toàn sân cụ bình toàn sử dụng khu này hãy mọc ra bởi lợi đập hòa vĩnh cái đấy anh mơ tạm sản phiếu vô chân và bọt cho bọt là ơn chân và mình chân tới việc nghề chi ở những người đẳng nét và chân ai tầm nét tầm nô mà học bỏ sân bởi bóng 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 miền chùm ngư đôi chìa ọt lại chiêm ràm ráy nâng cứ chơi máu và nằm sân cụ bình toàn đôi chạy những thật tầm tì pẹt bạn hãy anh chơi cho mọi YouTube hãy complete chui share to khnề phong và bà sân bong bong bồn bồn bạn tu sân hãy complete chui share to khnề đầm bấy ấy bong bong bồn bồn đợt tì đứng quạt che quạt đứng quạt miên chầm nẹt đứng hay chìm xét nó chiên tro cả đỏ sai ở chia bạn đôi dương đài và chân sông okun sầm rạp bờ thiên bọn này cứ clay thế mình về thế và hãy chụp khnề bờ thiên bọn cào tiệt và complete chui share to khnề okun sông chuẩn bị bà.